Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép Quang Minh gửi đến toàn thể quý vị một lời chào thân ái và một lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, hiện tại Quang Minh đang đi trên đường Phú Thuận thuộc địa phận xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này tập trung khá nhiều tiện ích nha các anh chị. Khá là nhiều tiện ích tập trung ở tại khu vực này. Đây là trường học cấp 2 nè. Trường học cấp 2 nhưng mà đợt vừa rồi học sinh nghỉ học á, cho nên là làm cái khu vực cách ly tập trung tạm thời thôi. Nhưng mà là lúc trước là ngôi trường cấp 2 ha. Khu vực này là tập trung trường cấp 1, trường cấp 2, Ủy ban nhân dân xã, công an xã đều nằm ở khu vực này nha các anh chị. Ở đây là trường học cấp 1 nữa nè. Trường tiểu học. Đây là trường tiểu học. Công an, ủy ban đều nằm khu vực này nha các anh chị. Trạm y tế rồi á. Này công an xã Phú Mỹ Hưng nè. Công an xã. Đây là hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Hưng. Đây có bưu điện luôn. Phía trước mặt mình là tỉnh lộ 15 nha các anh chị. Tỉnh lộ 15. Nếu bây giờ mình rẽ phải là mình chạy về hướng Sài Gòn ha. Rẽ trái là đi Bình Dương. Rẽ phải là ra về Hóc Môn, về Sài Gòn á. Là đi hướng này. Còn bây giờ Quang Minh rẽ trái nha các anh chị. Quang Minh rẽ trái. Quang Minh chào đến các anh chị mình một lô đất một xẹt của đường tỉnh lộ 15 này nè. Cách ngay trung tâm xã Phú Mỹ Hưng khoảng tầm 300m thôi. 300-400m các anh chị. Rất là gần ha. Nó cách tỉnh lộ 15 khoảng 150m. Quang Minh đang chạy đường tỉnh lộ 15 nè. Lô đất Quang Minh muốn giới thiệu là có diện tích là ngang 6m1 nha cả nhà. 6m1, dài 70m. Mặt tiền đường Phú Hiệp. Đường nhựa hai xe tải né nhau luôn ha. Một xẹt của đường tỉnh lộ 15. Quang Minh đang chạy vô đất nha. Các anh chị mình đi qua cái cầu Tây Thai này là rẽ bên tay trái có đường Phú Hiệp nha các anh chị. Vừa qua cầu là rẽ trái vô. Đường Phú Hiệp. Đây Quang Minh rẽ trái vô nè. Đây là đường Phú Hiệp nè. Rẽ trái. Đầu hẻm là có cái nhà bán tạp hóa nha các anh chị. Lô đất khá là đẹp các anh chị. Ngang 6m1, dài 70m. Tổng diện tích là 419m. Nó cách tỉnh lộ 15 khoảng 150m. Rồi tới rồi nè các anh chị. Lô đất của mình nằm bên tay trái ha. Lô đất mình nằm bên tay trái. Đối diện lô đất là cửa sắt Thanh Toàn nha các anh chị. Cửa sắt Thanh Toàn. Đây lô đất nằm bên tay trái đây. Đó, nhân vật chính của mình đây. Đường này là đường đi thông nha các anh chị. Đường này đi thông qua đường tỉnh lộ 6. Thông ra tỉnh lộ 6. Đây Quang Minh chạy luôn nè. Này khu dân cư cũng khá là đông nha các anh chị.
Này Quang Minh đưa bên công ty đo vẽ lên, nó đo cái máy này kêu máy gì em? GPS anh. GPS không? GPS lấy trên vệ tinh hả? Lấy tọa độ trên vệ tinh xuống đúng không? Đúng rồi. Đó, lấy tọa độ trên vệ tinh xuống. Đây miếng đất của mình đây, đi đo cái điểm đầu tiên nè các anh chị. Đó là y chang ngay cái cọc này ha. Đó của mình đây ngay cái cọc trắng đây. Y chang ha. Là có nghĩa là nó hú là ngay tọa độ đúng không em? Đúng rồi, ngay tọa độ sổ cấp anh. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi qua bên kia đi. Té mày. Té đo cực khổ quá, té. Đúng mà té mới có tiền chứ không té ai đưa tiền cho mày. Đây là cái điểm này là điểm bên tay phải nha các anh chị. Rồi máy hú là ngay cái tọa độ của ranh đất mình ha. Khi mà không hú là không đúng tọa độ trên sổ nha, còn khi mà máy nó hú là đúng tọa độ trên sổ. Đây là cái tọa độ góc ranh cái điểm số mấy đây, nãy quên nhìn nữa. Điểm số 3 phải không? Số 3 trên sổ phải không? Rồi máy hú nha các anh chị. Ok ha. Đó bây giờ Quang Minh làm bài bản luôn á. Đo đất cho nó đúng vị trí đất luôn cho các anh chị cả nhà mình an tâm. Đó, máy này là máy GPS lấy tọa độ trên vệ tinh á. Rồi ok em. Đó bây giờ Quang Minh lại với cái miếng đất thực tế nè. Thực tế của mình là ngang là 6m1 nha các anh chị, 6m1 dài 70m, 419m, tổng diện tích là 419m. Đối diện có nhà quá trời luôn nha các anh chị. Nhà đối diện. Đường này là đường nhựa đi thông ha. Mặt tiền đường Phú Hiệp một sẹt của tỉnh lộ 15. Đường này nó thông ra đường tỉnh lộ 6 luôn nha các anh chị. Khu dân cư ha. Nhà cửa cũng quá trời. Đường này là hai chiếc xe tải chạy né nhau cũng được luôn. Nó xe tải chạy phà luôn các anh chị. Hai chiếc chạy né nhau luôn ha. Cách tỉnh lộ 15 chỉ có mấy trăm mét thôi. Ok nha cả nhà. Bây giờ Quang Minh sẽ test quy hoạch cái miếng đất này. Và nói cái hướng và báo cái giá cho các anh chị mình luôn nha. Đây là cái cuốn sổ đất của cái lô đất này nha các anh chị. Thửa đất là 701, tờ bản đồ số 8, địa chỉ là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích là 419m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác nha các anh chị. Thì mấy cái quỹ đất mà cây hàng năm sổ riêng này thì các anh chị mình mua về mình lên xã mình đăng ký cái chỉ tiêu mục đích sử dụng đất lên đất ở nha các anh chị. Đăng ký thì tới đợt thì xã sẽ gọi cho mình lên làm bản vẽ và lên huyện nộp để mình lên thổ cư thôi. Ở Củ Chi là thửa na đất nào cũng vậy hết, xã nào cũng vậy hết. Muốn lên thổ cư thì phải đăng ký ở xã ha các anh chị ha. Thì cũng dễ, không có gì khó hết. Đây là cái trang diện tích ha. Bây giờ Quang Minh quay cái bản vẽ. Bản vẽ hiện trạng này các anh chị. Đây là đường Phú Hiệp nè. Mặt tiền đường Phú Hiệp. Diện tích chiều ngang phía trước là 6m1. Chiều dài nè các anh chị. Dài là 71m41. Ở sau cũng 6m1 luôn nha anh chị. Trước sau bằng nhau ha. Trước sau bằng nhau. Bằng đầu bằng đuôi nha các anh chị. Mặt tiền đường Phú Hiệp.
Bây giờ Quang Minh test quy hoạch luôn cho các anh chị cả nhà mình xem luôn cho nó an tâm ha, coi thử chức năng của nó là đất gì. Tờ bản đồ số 8 thửa đất là 701, xã Phú Mỹ Hưng. Tờ số 8 Quang Minh làm video như thế này thì các anh chị mình xem là gần như là 99% rồi, không có cái gì mà phải sai hết. Đây cái thửa 701 này anh chị, đường Phú Hiệp nè, đây đường Phú Hiệp, đường nhựa, cái hướng này là chạy ra đường tỉnh lộ 15 nè, ngoài đây là tỉnh lộ 15, tỉnh lộ 15 đây các anh chị. Đó, tỉnh lộ 15. Rồi Quang Minh copy cái thửa đất nè, 701 nè cả nhà. Mình vào cái ranh nha các anh chị. Cứ bát vô miếng đất nào mà nằm trong cái ký hiệu số là khả năng là khu dân cư rất là cao. Còn nằm ngoài mấy cái màu đen đen này là nằm ngoài hết. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Mỹ Hưng, điểm dân cư nông thôn số 1, ký hiệu là 102 nha các anh chị. 102. Giờ Quang Minh vào cái chi tiết 1/2000, kéo xuống cái số 102 Phú Mỹ Hưng điểm số 2 đây. Bắt vô đây các anh chị, cái đối diện đất mình là từ ngoài đường tỉnh lộ 15 vô, cái đối diện bên tay phải là nhà khá là đông các anh chị, cho nên là khu dân cư hiện hữu. Còn cái hướng mà đối cái hướng bên miếng đất mình nè, cái đoạn đây là cũng còn ít nhà, cho nên là khu dân cư kết hợp sản xuất, còn cái này là dân cư hiện hữu. Mình tô đậm cái thửa đất lên các anh chị mình dễ nhìn. Đó, lô đất mình đó. Sáu mét mốt nè các anh chị, chính xác luôn ha, y như trên cái cuốn sổ luôn, không khác gì hết. Mình đo cái chiều dài ra. Cái cạnh bên này nó dài hơn tí các anh chị, 71 mét nè, 71,3. Đường ở ngoài đây là đường tỉnh lộ 15, đây tỉnh lộ 15 đây, một sẹt từ tỉnh lộ 15 vô rất là gần nha các anh chị. Cái hướng của cái lô đất này là hướng hướng đông bắc nha các anh chị, hướng đông bắc, hướng đông bắc. Giá của lô đất này là chủ gửi cho Quang Minh nha các anh chị, đang kẹt tiền ha, chủ gửi cho Quang Minh với cái giá mong muốn là 1 tỷ 290 triệu đồng còn thương lượng nha các anh chị. 1 tỷ 290 triệu còn thương lượng, một sẹt của đường tỉnh lộ 15 gần trung tâm xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích là 419 mét trên sổ các anh chị ha. Một lô đất mặt tiền đường nhựa rất là đẹp, hướng đông bắc. Còn mình xin cảm ơn các anh chị mình đã quan tâm theo dõi video của Quang Minh. Các anh chị mình ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bật đăng ký kênh và ấn vào cái hình quả chuông thông báo để cập nhật và theo dõi những video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Một lần nữa Quang Minh xin chúc cho toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.
Văn Minh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.